và căn hộ The Beverly Solari đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai. Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã duyệt danh sách 2.695 căn hộ đã đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai. ESDMB với khách hàng, đây là những căn hộ đã thuộc Lô B2 gồm 4 tòa đã được nghiệm thu hoàn thành thi công kết cấu móng. Được biết đây là 4 tòa căn hộ tại tiểu khu The Oasis tại dự án The Beverly Solari thuộc đại đô thị Vinhome Grand Park. Thực tế tiến độ dự án đã lên đến khoảng tầm 4.